Ngủ được không á hai? Sao cháu bạn qua mùng 9 bà qua hay? Dạ, mùng 10 á qua hai, tại mùng 9 con nghe gia đình bác hai là ấy cái máy ngói lại á. Dạ. Thì cổ có nói họ để mùng 10 tới gia đình luôn. Dạ. Dạ. Nãy con trò chuyện với cô 10 nghe nói gia đình là nay cũng đã đỡ tí. Dạ. Con mừng quá. Cũng có nhờ cái cho chút đỉnh đó, giờ cũng xây. Hôm nay con có đồ ăn đồ vậy. Gửi bác hai gửi con lại muốn hết luôn rồi còn gì nữa. Ô đồ ăn đồ chút đỉnh vậy chứ lúc trước anh ơi, không có nắp chuột. Dạ. Không có gạo ăn trời. Cái cháu cho 3 triệu cái đợt đó đó. Giờ phải để dành. Chứ không dám giờ bữa nó mua đồ nó cúng rồi. Dạ. Vậy có mua gì cúng hay là không hay sao? Dạ con chắc không có, tại con không có nghe cô đó dặn mua cái gì hết. Dạ. Giống như mà hôm bữa thì cô đó cũng có dãy nước phép trong nhà. Dạ. Thì giống như mà cái chỗ nào mà còn trống hôm bữa mà dãy sót á thì cô đó dãy chỉ lại gia đình. Dạ. Chỉ gia đình dãy cho người ta ra ngoài hết rồi người ta đi lên chùa luôn á ha. Dạ. Dạ. Chứ nhầm khi người ta muốn đi mà không ai dắt giờ dẫn dắt á. Dạ. Có hai cái chân này, có hai chân cử động được không hai? Đỡ được hơn. Cháu, đỡ mà dạ. Nhưng mà đi chưa được á. Đi dạ. Đi có xe này đi được vòng vòng, còn kiểu mà buông không đi không là không được. Dạ. Dạ. Có đỡ là mừng á ha. Dạ. Đi bác hai với mấy cô chú ở đây bị lâu quá mà. Tính dở ngói xuống người ta. Cái ông bên kia ông cũng từ thiện, giờ ông nó không cho ba tôi nhận từ thiện trên đó, lập lên. Dạ. Bỏ ngói xuống cho hơi đồ hứng nước, chảy đầy trời đất. Dạ. Vậy ông cũng mừng quá. Dạ, ông làm phước vậy cũng mừng. Mà ông chưa có nói với bác, nhưng mà ông nói một vòng ha. Dạ. Ông nói vậy, và ông nói thôi để làm dùm cho rằng Tết rồi ha, mưa rồi rằng cho đỡ. Dạ, tại cũng sắp Tết rồi. Dạ, cũng sắp Tết rồi. Ok, người ta từ thiện cũng cảm ơn người ta. Thấy gia đình bác hai tốt quá. Dạ. Thì có cô bác Mạnh Thường Quân giúp mà dùng cái số tiền đó để giúp những cái hoàn cảnh khác nữa. Theo tích đức, tích đức lại. Dạ. Dạ. Bác nói hồi xưa giờ bác cũng khổ, người ta cũng giúp nhiều. Từ giờ nay ở xí nghiệp nó xuống đó, tôi để cho con gái nó đi giúp chùa với nó giúp cô bác nào người ta ấy hơn mình đó. Chút đỉnh là ta có mua đồ ăn rồi. Ủa cái tay bác hai hình như thấy giống có tật có hai. Tay bên có đây nè. Tật té rồi. Dạ. Cái tay bên đây con thấy nó cong vòng vậy. Té đó. Dạ. Té. Bác tay té bác hai té lâu chưa? Té lâu. Này mấy chục năm. Mấy chục năm á, bởi vì con thấy cái tay nó đó bác đi giúp Lào. Rồi đi dâu cháu về mới ra lấy cái nón nè đi về. Dạ. Rồi ông chồng mưa chân nè. Về đi giúp Lào không té. Dạ. Rồi bác hai nằm nghỉ nha. Dạ. Cảm ơn bác hai, tấm lòng của gia đình bác hai quá lớn. Dạ. Bác nói hồi xưa giờ bác cũng bước cũng thấy cô bác nào ấy cũng giúp đỡ rồi mà sao cũng nghèo hoài không có có. Dạ. Thì cái nghiệp chưa trả hết. Dạ. Cũng nghèo hoài và thành ra mấy năm nay nói đúng. Ta cũng giúp bác gì lắm chắc. Dạ. Mà nói thôi giờ thấy mình cũng hơi ấy. Thôi kệ để giúp là cô bác người ta. Dạ. Như sĩ nghiệp qua cho mười mấy triệu. Dạ. Giờ bác nói thôi để con coi ai giúp là người ta. Dạ. Người chút đỉnh vậy đó. Dạ. Cũng nhờ cháu mà bác cũng đỡ tạm thôi chứ cũng chưa đến đội gì mấy, mà mình cũng có chút đỉnh 5-3 triệu như túi vậy đó. Còn lúc kia không có được nó xu mà. Dạ. Tại dòng khi con đi tới mấy cô bác có hoàn cảnh khó khăn quá, người ta đâu có không có 1.000 luôn. Thiệt. Dạ. Cái bữa là cháu vô là đầu tiên đó. Đầu tiên mà cháu cho 3 triệu đó là bữa có đi có cháu kia đó
là bác tính không có được 500. Không có được 500. Dạ, không có hay nghỉ nha. Dạ, thôi tới giờ khỏe. Dạ. Chú Bảy ngủ ngon lành. Cô 11 là vô lúc nào cũng tươi tươi vui hết. Bữa nay phòng vô thấy cô bữa nay gương mặt sáng sủa hơn nữa nè, đẹp đẹp hơn mỗi ngày nữa nè. Là ít bữa sau con vô nữa là cô tới đó cô đi luôn nha. Nay thấy cô gương mặt trắng ra nhiều nè, làm sáng hơn mọi ngày nhiều lắm. Cái tay cũng ít co hơn rồi đó cô. Dán nha cô, dán ăn uống vô. Rồi hàng ngày hàng đêm niệm Phật nè, cho dễ ngủ nè, và cho bệnh tật tiêu trừ nữa. Hồi chú chính bận áo vô hồi nào. Có cái này hình như bóp để cho cô 11 bóp cho cái tay nó co giãn hả? Cái này thấy mấy cô chú ai cũng bớt á, cũng mừng quá trời luôn. Nên giờ là chuẩn bị là sắp tới giờ chú chính đi ra ngoài kia để mà hóng mát chiều nè. Dạ, bữa nay con tới đây là chú chính có muốn nói gì không? Khó. Dạ. Dạ. Giá ít bữa đó là chú chính đi lại bình thường nha. Hôm nay chú chính thấy khỏe hơn nhiều không? Là hôm nay đâu. Dạ. Đỡ. Dạ, đỡ rồi. Thôi chắc dán thôi, dán một tuần 10 bữa nó đi, mình đi đi đứng rồi bình thường chú ơi. Dán niệm Phật nha chú. Dạ. Bữa nay thấy chú cũng đẹp trai nữa nè, đẹp trai hơn mọi ngày trước nữa nè. Thì mốt khỏe xong rồi cạo râu đó là nhìn thấy là nhìn nó là giống như mà 30 30 ba mấy á. Hôm bữa con đăng tải đoạn video lên á, có không biết cô nào á nói nhìn chú chính á, nhìn thấy chú đó là chú đó nhìn thấy cũng gương mặt cũng sáng nhưng mà cũng đẹp đó, trong cái bình luận con có đó còn á. Nếu mà gia đình có coi clip á thì có coi trong đó có bình luận á, những cái bình luận đó là hầu như là rất là những lời chúc với mà những cái là mong muốn mà gia đình của bác hai là sớm hồi phục và có sức khỏe không à, rất là tốt luôn á. Khi nào có xem được cái đoạn clip của con nha, đọc những bình luận đó là thấy là cô chú ở đây khỏe liền luôn. Thôi về luôn á hai ơi. Dạ. Về luôn các cô. Dạ dạ. Dạ con cảm ơn bác hai, gia đình bác hai luôn nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe luôn. Con ba cô 11 nha. Dạ. Cô bữa nay con tới cô có nhớ con tên gì không? Dạ. Tên gì cô? Phong hả cô? Dạ, đúng tên con rồi. Dạ mừng quá. Con chào cô 11 nha. Tết con vô cô có lì xì con không? Có hả cô? Giờ Tết con vô nha. Rồi giờ bữa con vô rồi Tết con vô nữa. Rồi Tết con vô nhận tiền lì xì. Con nhớ dài lắm á, Tết con vô không có tiền lì xì con nhắc dán chịu á nha. Con bay cô nha. Con chào chú Chính luôn nha. Cô 10 giờ Tết lì xì cho con rồi, chú Chính Tết có lì xì cho con không? Chú thì chưa biết nữa không. Chú Chính chưa biết. Có cô 10 gắn định là Tết này lì xì. Dạ cô 11 lộn. Thôi con đi chú Chính ơi. Dạ. Thôi chúc chú nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ, chào chú.